loại trái cây giúp bạn bổ máu mà không cần sử dụng đến thuốc sắt. Nếu bạn đang ngồi mà đột ngột đứng dậy, thường có những trường hợp là bị hoa mắt chóng mặt, đây là hiện tượng bạn đang bị thiếu máu. Bạn đừng xem nhẹ nhé, hãy ăn 5 loại trái cây sau đây để cải thiện tình trạng trên. Thứ nhất là quả lựu, hỗ trợ tăng chất sắt và điều hòa lượng máu cho cơ thể. Thứ hai, quả chuối sẽ kích thích sản xuất huyết sắc tố trong máu và những tế bào hồng cầu. Thứ ba, quả táo giúp tăng cường sức khỏe và là nguồn cung cấp chất sắt vô cùng phong phú. Thứ tư, cà chua có rất nhiều vitamin C sẽ giúp hấp thu chất sắt trong các loại thực phẩm khác một cách dễ dàng. Thứ năm, dưa hấu sẽ giúp cải thiện lưu thông máu trong cơ thể. Nếu bạn thường xuyên chăm chỉ ăn 5 thực phẩm trên, thậm chí không cần sử dụng tới thuốc sắt mà vẫn cải thiện được tình trạng của mình. Còn rất nhiều bạn đang có gặp vấn đề về tình trạng thiếu máu, vậy nên hãy cùng Ngọc chia sẻ thông điệp này đến thật nhiều người. Cảm ơn bạn đã xem clip. Thanh Ngọc cùng đồng hành gia đình bạn trong chương trình chăm sóc sức khỏe chủ động.